Xin chào các anh ạ, đến với video số 202 của kênh Đồ Câu Tokyo Javan nhé. Tối nay em còn một lô máy ngang đứng, em xả hết thanh lý cho mình luôn nha, nhập lô mới về bán nha mấy anh. Đầu tiên thì em sẽ lên một ít phụ kiện cho mình nha, gồm có lưỡi câu này, thẻo, dù và cước luôn nha mấy anh. Rồi mã số 1 thì em gửi đến anh đó là thẻo câu đơn đài rô chép nha. Cái thẻo này thì em sẽ ghép combo 15 dĩ và mỗi dĩ là 5 lưỡi cho mình luôn ha. Vậy cái dĩ này nó có 5 lưỡi nha và nó tóm dây sẵn cho mình luôn nha mấy anh. Đây ạ. À. 1 2 3 4 5. Và cái lưỡi này nó có ngạnh nha mấy anh, có ngạnh này, đó. Và nó tóm dây sẵn, đầu là đầu tán dẹp cho mình luôn. Combo mã số 1 và em bán với giá là 100k gồm cái loại này nhá, 15 dĩ và mỗi dĩ 5 lưỡi nha, thẻo câu đơn đài rô chép cho mình ha. Thẻo câu đơn đài rô chép ạ. À. Mình mua một combo xài được rất là lâu, rất là ngợi cho mình nha mấy anh. Đấy. Mã 1 100k. Mã số 2 ạ. À. Số 2 thì em gửi đến với anh đó là cái lưỡi câu cá chim chống cắn cướp nha anh. Một combo thì em ghép gồm là 6 gói và mỗi gói là 15 lưỡi nha, 6 gói mỗi gói 15 lưỡi nha. Đây em lấy một cái lưỡi ra cho mình xem luôn nha. Cái lưỡi rất là dài nha, để chống cắn cướp cho mình nha. Đây ạ. À. Lưỡi thì nó có ngạnh nè, đầu thì đầu tán dẹp cho mình luôn. Đây em để lên ô đi tập cho mình xem nhé, nó to cỡ này nha mấy anh. Đấy, chiều dài tầm khoảng 4 ô và bề ngang của nó tầm khoảng là một ô mốt nha. Combo mã số 2 à, em bán với giá là 100k nha, mã số 2 100k cho cái lưỡi câu này nhé, lưỡi câu cá chim chống cắn cướp cho mình luôn ạ. À. Đây 6 gói, mỗi gói 15 dĩ nha nha, 6 gói ạ. À. Mã số 2 à, 100k. Mã số 3 thì em có lưỡi chính hãng Gai Hoa Săn Hàng nha. Cái lưỡi nó cũng tầm khoảng là lưỡi số 9 hoặc là số 10 gì đó. Lưỡi này nó có chất liệu thép không rỉ nha. Chất liệu rất là tốt ha. Lưỡi nó có ngạnh này, sắc bén cho mình luôn nha. Cái đầu rất là sắc luôn ạ. À. Nhọn nè. Đấy. Cái của nó cũng là đầu tán dẹp nha mấy anh. Đầu tán dẹp cho mình nè. Một combo em ghép gồm là 10 gói, mỗi gói là 8 lưỡi nha. Tổng khoảng là 10, 80 lưỡi nha mấy anh. 80 lưỡi cho mình ha. Đây cái lưỡi nó như này nha. Nó to cỡ này ha. À, săn hàng này, câu hồ dịch vụ nha, câu sông, câu tra ha, câu biển đều được hết luôn nha mấy anh. Cái lưỡi nó thì đầu là đầu tán dẹp nè, và lưỡi rất có ngạnh, rất là sắc luôn nha, rất là sắc cho mình luôn ạ. À. Combo mã số 3, lưỡi chính hãng Dawa. Combo 80 lưỡi em bán với giá là 170k cho cái combo này nhá, 170k. Mã số 3 170k. Mã số 4 thì em gửi đến mấy anh đó là dù BE nha, dù IGK hàng nội địa Nhật cho mình luôn ha. Cái dù này là dù số 10 nha mấy anh, tương đương với đường kính của nó là 0.6 mm nha. Đây không à 0.55 thôi mấy anh, 0.55 mm ạ, à, dù số 10. Một cuộn như này là 100 m, em ghép combo hai cuộn là 200 m nha, ghép combo hai cuộn 200 m ạ. À. Em bán với giá là 100k nha. Mã số 4 100k cho cái dù IGK này nha. Đây. 100k mã 4 ạ. À. Mã số 5 thì em có cước Mỹ nha, đến từ hãng Bassa, mắt in rõ ràng đầy đủ cho mình luôn. Cái loại này thì nó có màu đỏ nha. À, một cuộn như này là 130 m, đường kính là 0.45 mm à. Tải cá tầm khoảng trên dưới 21 kg nha mấy anh. Cái loại này rất là dẻo dai cho mình luôn ha, phản hồi rất là tốt luôn ạ. À. Em ghép combo hai cuộn thì tầm khoảng là 260 m nha, một cuộn là 130, hai cuộn là 260, em bán với giá là 130k cho cái cước Mỹ này nha. Mã số 5 cước Mỹ 0.45 tải cá trên dưới 21 kg, combo 2 cuộn 260 m, em bán với giá là 130k. Mã số 6. Số 6 thì em có cước Sufix 0.45 mm tải cá 16 kg cho mình luôn. Một loại một 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 combo như này là 3 cuộn và mỗi cuộn là 100 m ạ. Em ghép combo 3 cuộn 300 m nha. Em bán với giá là 100k nha, mã số 6 100k, cước Sufix 0.45 tải cá 16 kg ạ, tải cá 16 kg cho mình luôn nha. 0.45 ạ. 100k. Số 7. Số 7 thì em có cước Tim Daiwa nha. Đường kính là 0.3 mm ha, hàng nội địa Nhật cho mình luôn, tải cá là 7 kg cho mình nha mấy anh. Em cũng ghép combo 3 cuộn, mỗi cuộn là 100 m, combo 3 cuộn là 300 m cho mình luôn ha. Em bán với giá là 100k, mã số 7 100k cho cái loại cước này nha, mã 7 ạ, à, mã 7. Mã số 8 thì gửi đến anh đó là cước chính hãng Dawa hàng nội địa Nhật nha.
loại này thì nó là số 3 nha anh. Đây này. Đó, số 3 nha. Tương đương với đường kính là 0.285mm nha. Một hộp như này là 500m nha. Có tem nhập khẩu đầy đủ cho mình hết nha. Không phải sợ hàng trôi nổi nha. Đây, hàng Made in Japan nha. Đây là thông số của từng size cước cho mình luôn ha. À, cái loại cước số 3 thì đại cá trên dưới là 7kg cho mình nha. 12LB à. Combo như này là 500m nha. Cước này là cước mới nha. Chưa qua sử dụng. Còn tem đầy đủ hết cho mình luôn à. Mịn, dẻo dai, chống xoắn dây và chống mài màu nhây luôn. Combo mã số 8 em bán với giá là 130k nha, mã 8 130k, mã 8. Phụ kiện rồi em qua máy nha mấy anh. Con máy mã số 1 thì gửi đến mấy anh là một con máy ngang tay trái nha, chính hãng ra qua cho mình nha, còn hộp đầy đủ luôn ạ. À. Con máy này thì để em xem nào. Radio là 4.6 nha, trọng lượng là 195g, chạy 4 bạc đạn nha, và tải cá trên dưới 6kg cho mình luôn nha. Máy hoạt động rất là êm mượt luôn ạ. À. Xả cước, chốt chặn, đảo chiều đầy đủ hết cho mình luôn nha. Đấy, chốt chặn này, máy chạy êm mượt luôn. Và cái những cái bộ phận như này nó phủ màu vàng ron nhìn rất là đẹp nha. Nút cần mồi này, spool đầy đủ hết cho mình luôn ha. Máy này chưa qua sử dụng nha mấy anh, còn hộp đầy đủ hết cho mình luôn nha. Con máy mã số 1, một con máy ngang tay trái chuyên nuôi nha. Em bán với giá là 990k cho con máy này nha mấy anh. 990k cho con máy số 1 nè. Mã số 1 990k, mã 1. Mã số 2 ạ. À. Số 2 thì em có một con máy Ultra Civic C4000 nha, chuyên lua ngâm cho mình luôn ạ. À. Radio 5.2, cõi là hợp kim, thân là carbon luôn. Vô cước 0.3 là được 160m ạ, 0.35 120 và 0.4 là 85m nhé. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà con ạ, cần gẹt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được. Máy chạy bạc đạn cho mình luôn nha. Đảo chiều, chốt chặn ạ. Con máy mã số 2 ạ, em bán với giá là 270k nha, mã 2270, mã số 2 ạ. Mã số 3, số 3 thì em có một con máy câu biển nha nha. Để con xem con này nó nặng bao nhiêu nhé. Con này nó nặng 696g nha mấy anh, 696g ạ. À. Cái bề ngang của nó là nhiêu đây nhé, 7cm, 8cm nha. Đây. Con này thì nó đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, một con máy chuyên câu biển cho mình luôn nha. Hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Hoạt động còn tốt nha. Ngoại hình cũng còn ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ nha. Đó. Xạ cước. Con máy mã số 3, một con máy chuyên câu biển à. Đây. Slide ha, 150 đến từ hãng Daiwa. Em bán với giá là 220k cho con máy mã số 3 này nhé. 220k mã số 3. Mã số 4 ạ. À. Số 4 thì em cũng có một con máy chuyên câu biển đây. Đó. Hoạt động máy rất là ok nha. Con máy này đến từ hãng Olympic ạ. À. Máy chạy rất là mượt luôn ha. Hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh. Máy hoạt động tốt ạ. À. Con máy này nó có trọng lượng là 372g nha. 372g ạ. À. Bề ngang của nó tầm khoảng là 6cm. Và bề dọc của nó tầm khoảng là 7cm nha. 7cm ạ. À. Con máy mã số 4 em bán với giá là 269k cho con máy này nha. Đến từ hãng Olympic ạ. À, 269 ạ. À, mã số 4, 269. Mã số 5. Số 5 thì em có một con máy này đây ạ. À, con máy xây thực tầm khoảng 5-6 ngàn nha. Cõi là hợp kim, thân là carbon. Cái chữ VS3000 này là cái tên chứ không phải là cái xây thực của nó đâu nha mấy anh. Vô cước số 4 là 205m, cước số 5 180, cước số 6 là 130, radio 4.4 nha, máy chạy với 6 bạc đạn cho mình luôn ha. Đây. Đây ạ, à, 5 cộng 1 là 6 nha, 6 bạc đạn ạ. À. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn luôn nha. Cần gạt. Con lăn ạ, à, đổi tay quay trái phải đều được cho mình luôn, hoạt động máy. Máy hoạt động ok, dốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn ha. Con máy mã số 5 mà em bán với giá là 290k nha, thắng IBS nha mấy anh. Xây thực 5-6 ngàn ạ. À. Mã số 5 290k. Mã số 6 thì em có một con máy hàng Korea xuất Nhật ạ. À. Con này xây thực tầm khoảng 3 ngàn nha. Vô cước số 3 là được 140 ạ, à. Cước số 4 120 nha. Đấy. Full carbon kháng mặn tốt cho mình, hàng Korea xuất Nhật. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà con ạ. À. Cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được. Hoạt động luôn.
chạy rất là ok, chốt chặn đảo chiều. Con máy mã số 6 hoạt động tốt, em bán với giá là 170k, xây thực 3 nghề nha, mã số 6 ạ, 170. Mã số 7 ạ, số 7 thì em có một con máy Dulabin, con này xây thực 2.000 ạ, còn cước số 2 là được 160m, cước 2.5 là 120 nha. Cối là cối nhựa, thân là carbon, mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt, con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được. Đảo chiều, chốt chặn ạ. Mã số 7 em bán với giá là 90k nha, mã 790. Mã số 8, số 8 thì em có một con máy đến từ hãng Dawa nha. Còn cước số 2 là được 150m, cước số 3 100 và cước số 4 70m nha. Cối hợp kim, thân carbon, xây thực 2.000 cho mình luôn. Con này hàng Việt Nam xuất Nhật nha mấy anh. À, Việt Nam xuất Nhật nha. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà còn nha, cần gạt, con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được. Hoạt động máy đây. Hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. À, con này người ta không có sản xuất cái chốt đảo chiều nha, nó chỉ có một chiều chốt chặn thôi, do cái chốt đảo chiều đó không có quan trọng trong quá trình hoạt động, người ta lược bỏ bớt cho nó gọn gàng nha anh. Con máy mã số 7 em bán với giá là 330k cho con máy này nha, mã 7330. Con này số 8 nha mấy anh, số 8 ạ. 2467. Mã số 8 ạ, 330k mã 8. Mã số 9 thì em có một con máy đến từ hãng Tactic Enjoy nha. Đây. Cô cước số 0.22 là được 150m, 0.28 100 và 0.3 là 70m, xây thực 2.000 nha. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà còn, hàng Korea xuất Nhật cặp phôi carbon kháng mặn rất là tốt nha mấy anh. Hoạt động máy đây. Đảo chiều. Chốt chặn ạ. Con máy mã số 9 em bán với giá là 160k nha, 160k cho con máy đến từ hãng Tactic Enjoy nè. Mã số 10. Số 10 thì em có một con máy TA2000 nha, chuyên lua cho mình luôn ạ. Ratio là 5.2 ha, ratio rất cao. Cô cứ 0.18 là được 150m, 0.23 và 0.25 là 90m ạ. Mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà còn đây, cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được. Máy chạy 8 bạc đạn nha mấy anh, máy chạy 8 bạc đạn đây ạ. À, rất là ổn áp. Đảo chiều. Chốt chặn ạ. Con máy mã số 10 hoạt động tốt và xây thực là 2.000, em bán với giá là 250k cho con máy chuyên lô này nhé. 250k. Mã 11 ạ. 11 thì em có một con máy đến từ hãng GOB nha. Con này thì vào cước số 4 là được 150m, cước số 3 200 và cước số 2 300 nha, xây thực tầm khoảng là 3.000 nha. Mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được, hàng nội địa Nhật nha anh. Con này hàng nội địa Nhật ạ. À, chốt chặn. Đảo chiều. Con máy mã số 11 hàng nội địa Nhật, xây thực 3.000, em bán với giá là 300k nha. 300k cho con máy này ạ. À, mã 11 300. Mã 12 thì em có một con máy CS200, xây thực tầm khoảng là 3-4.000 nha. Còn cước số 4 là 180, cước số 6 140 và cước số 8 101 nha. Ratio nó bị bay rồi nha mấy anh, không thấy được ạ. À, cối là cối nhựa, thân là carbon, mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được. Hoạt động máy đây. Con máy mã số 12 hoạt động tốt, em bán với giá là 100k nha mấy anh, 100k cho con máy này ạ. À, mã số 12 100. Mã số 13. 13 thì em có một con máy cối hợp kim thân carbon, con này xây thực cũng tầm khoảng là 1.000, 2.000 gì đó nha mấy anh, do cái thông số nó bị bay rồi ha, cần gạt đây, con lăn, đổi tay qua trái phải đều được luôn ạ. À, hoạt động máy đây ạ. À, con này câu tôm cũng rất ok nha. Mã số 13 hoạt động tốt, em bán với giá là 70k cho con máy này nha, 70k cho con máy này ạ. À, mã 13 70k. Mã 14 ạ. 14 thì em có một con máy đến từ hãng Tactic Enjoy, hàng Korea xuất Nhật, xây thực tầm khoảng là 1.500 2.000 nha. Còn cước số 3 là được 70m ạ. À, cái phôi carbon này rất là tốt nha, kháng mặn rất là ok ạ. À, hàng Korea xuất Nhật luôn. Mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà còn này, cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được. Hoạt động máy đây. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. À,
Mã số 15 mà em bán với giá là 169k nha. Mã 15 169k. Mã 16 thì có một con máy xay thịt là 2.000 nha, đến từ hãng Tactic Enjoy luôn. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn đây ạ. À, gần gạt con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được cho mình. Hoạt động máy đây ạ. À, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. À, mã số 16 à, em bán với giá là 169k. Mã 16 à, 169k. Mấy cái con mà hàng Korea cái phôi của nó kháng mặn rất là tốt nha mấy anh. Đây, mã 16 169k. Mã 17 thì em có một con máy ngang tay phải nha mấy anh. Đây, lăn chi cước chạy còn đều cho mình luôn nè. Máy hoạt động rất là ổn áp ạ. Đấy, con này chạy với 19 bạc đạn nha mấy anh. Chạy với 19 bạc đạn ạ. Đây, radio 7.2 vào cước 0.23 là được 180 m, 0.28 150 và 0.3 là 110 m nhé. Độ mới cao không lỗi lầm luôn, hoạt động máy hay chốt chặn đảo chiều đầy đủ, lăn chi cước chạy còn mượt luôn nha. Mã số 17 em bán với giá là 150k cho mình chơi tham khảo nha, tập câu câu giải trí đều được hết. Mã 17 ạ. 150k. Mã 18. 18 thì em có một con máy Shimano đây ạ, à, Ratio 3.4 Mixx 800. Hợp kim nguyên khối luôn, xây thực tầm khoảng là 5-6 ngàn cho mình nha. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn đây ạ. À, còn gạt con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được, hai ngoại địa nhật nhanh nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ ha. Một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn nha. Con máy mã số 18 em bán với giá là 350k cho con máy này nha. Mã số 18 350, một con máy đến từ hãng Shimano nha. Nồi đồng cõi đá siêu bền tải siêu khỏe cho mình luôn. Mã 18 350. Mã 19 thì em có một con máy Gold 4.000 nhưng mà xây thực của nó 3.000 nha mấy anh. Cái form rất là gọn nhẹ ha. Ratio là 5.2 ạ. À, vào cước số 2 là được 250 m, cước số 2.5 là 200 nha. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. À, cói là hợp kim, thân là carbon cho mình luôn. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được ạ. À, hoạt động máy đây, máy hoạt động ok êm một cho mình luôn nhé. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Mã số 19 hoạt động tốt, em bán với giá là 219k cho con máy này nhé. Mã 19 219k. Mã 20 thì em có một con máy đến từ hãng Diamond Stacco Auto 1 nha. Đây, hợp kim nguyên khối nha mấy anh, cầm rất là chắc tay luôn, ratio tận 5.2 ạ. À, vô cước số 2 là được 200 m, cước số 330 và cước số 401 nha. À, con này xây thực tầm khoảng 2.000 ạ. Mô bên sóng này, cần gạt con lăn ạ. À, động tay quay trái phải đều được cho mình luôn, hoạt động máy đây ạ. À, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình ha. Con máy mã số 20 hoạt động tốt, à, đến từ hãng Diamond Techco nha. À, hàng nội địa Nhật, em bán với giá là 300k nha. Mã 20 300k. Mã 20 ạ. À, mã 21 thì em có một con máy đến từ hãng Daiwa nha. Con này là full carbon nha mấy anh, full carbon cho mình luôn. Đây, kháng mặn ok, xây thực là 2.000, vào cước số 2 là được 150 nha. Cần gạt con lăn ạ. À, đổi tay quay trái phải đều được, mà cộng máy đây. Đấy, chốt chặn đảo chiều. Con máy mã số 21 em bán với giá là 150k. Mã 21 150 ạ. À, mã 22 thì em có một con máy đến từ hãng Suzumi nha, hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn, xây thực tầm khoảng là 4.000 ạ. À, vô cước số 308, số 450 và số 5 100 nha. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được ạ. À, hoạt động máy đây, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. À, tiếng e khi kéo cá này, một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn, năm lăn c đều được ha. Con máy mã số 22 em bán với giá là 250k cho con máy này nhé, hàng Korea xuất Nhật ạ. À, 250. Mã 22. Mã 23 thì em có một con máy đến từ hãng Diamond nha, máy chạy một bạc đạn ạ. À, Stacco XS, vô cước số 0.2 là được 200 m, vô cước 0.3 là 25 là 130, xây thực 2.000 nha, ratio tận 5.7 nha mấy anh. Con này ratio rất là cao luôn. Đây, Diamond Stacco nha, phôi carbon luôn, cần gạt đây,
con lăn đổi tay quay trái phải đều được. Hàng Korea xuất Nhật nha, Korea xuất Nhật. Con này độ mới còn cao, máy chạy rất là nhanh luôn nha. Đấy, vòng tua tận 5.7 ạ. Con máy mã số 23 em bán với giá là 250k nha, mã 23 250 ạ, 250k cho con máy này ạ. 24 thì em có một con máy Shimano nha, con này chuyên câu bè hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Chuyên câu bè hàng nội địa Nhật ạ. Đây, máy hoạt động ok, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình hết luôn nha. Đấy, nốt sạc cướp này. Chốt chặn. Lăn chia cướp đây ạ, chạy còn rất là mượt luôn nha. Sipul nha, đầy đủ hết cho mình luôn ạ. Con máy mã số 24, một con máy chuyên câu bè tay phải đến từ hãng Shimano, hoạt động tốt, em bán với giá là 250k, hàng nội địa Nhật nha. 250k mã 24 ạ. 25 thì em có một con máy bóp quan tay trái nha mấy anh. Đấy. Lăn chi cướp đây ạ. Chạy còn rất là mượt luôn nha. Đấy. Con này có ratio là 7.2 nha, còn cứ 0.23 là 180m ạ, 0.28 150 và 0.3 110m nha. Hoạt động máy chạy hoạt động ok, mượt mà luôn nha. Đấy, nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái rồi thanh toán giúp em nhé. Con máy mã số 25 mà độ mới cao không lỗi lầm. Một con máy ngang tay trái chuyên lua em bán với giá là 590k nha, 590k cho con máy mã 25 này nhé. Mã 26 thì em có một con máy này đây, Fanastic 2000, xây thực 2000, máy chạy một bạch đạn phôi Korea luôn. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà con ha, cần gạt con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được. Con máy mã số 26 hoạt động tốt, em bán với giá là 130k nha, mã 26 130. Mã 27 ạ. 27 thì em có một con máy đến từ dàn Longcast nha. Con này xây thực 2000 luôn, DF35B nha. Cầu cước số 3 là được 90m nha, cước số 4 70m ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con nè, cần gạt con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được. Máy hoạt động ok, chốt chặn đổi chiều đầy đủ cho mình luôn nha. Con máy mã số 27 em bán với giá là 160k nha, mã 27 160 ạ. Mã 28 thì em có một con máy Ryobi 6000 nha, vào cước 0.28 là được 270, 0.31 là 120, cõi là hợp kim, thân là carbon, ratio 5.2 cho mình luôn. Đây, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con nè, cần gạt con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được luôn, hoạt động máy đây ạ. Máy chạy mượt mà luôn, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn ha. Con máy mã số 28 em bán với giá là 260k nha, 28 260 ạ. 29 thì em có một con máy hàng Korea xuất Nhật. Đây, Powerpin 2009 nha, xây thực tầm khoảng 3000 ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con ạ, cần gạt con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được nè, chốt chặn đảo chiều đầy đủ nhé. Một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn, máy chạy ngược mà. Mã số 29 em bán với giá là 160k, xây thực 3000, hàng Korea xuất Nhật ạ. Mã 29 160k. Mã 30 thì em có một con máy đây, AC20, con này chỉ dành cho mấy anh chuyên bên tay phải thôi nha. Ratio 3.9 ạ. Cõi là carbon, thân là hợp kim cho mình luôn. Cầu cước số 3 là được 200m, cước số 403, xây thực tầm khoảng 3000 ạ. Mô bin sóng nè, cần gạt ha, cần gạt này có gì em chỉnh lại cho nhanh, nó hơi rít cho mình nha. Đến từ hãng GOB, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Mà còn máy đây, máy chạy mượt mà nha, chốt chặn đổi chiều đầy đủ cho mình luôn ạ. Mã số 30 em bán với giá là 190k nha, mã 30 190 ạ. Mã 31 thì em có một con máy hàng Thái Lan xuất Nhật đến từ hãng Daiwa Gigon S, xây thực 2000, và cước số 2 là 150 nha, số 4 70, cõi là hợp kim, thân là carbon, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con ạ, cần gạt con lăn, đổi tay quay trái phải đều được, hoạt động máy đây, máy chạy mượt mà, chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Con máy mã số 31 em bán với giá là 300k nha, mã 31 300k cho con máy này ạ. Dòng đai qua thì nó hoạt động của nó thì khỏi phải bàn ha, rất là khỏe luôn nha mấy anh. 32 thì em có một con máy Olympic ạ, ratio là 5.1 nha,
máy chạy bạc đạn cho mình luôn, full carbon kháng mặn tốt ạ. Còn cước số 2 là được 220 m, cước số 350 và cước số 4 100 nha. Đấy, xây thực 3.000 à, mô bin sóng này. Gạt con lăn đổi tay quay trái phải đều được, hoạt động máy đây ạ. À, đảo chiều chốt chặn ạ. À, con máy mã 32 em bán với giá là 190k nha, mã 32 190 ạ. À, mã 33 là một con máy hàng Đài Loan xuất Nhật luôn, con máy dòng long sót nha, carbon mat. Con này xây thực tầm khoảng 2.000 ạ, à, radio 4.3, mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà con nè, con gà, con lăn ạ, à, đổi tay quay trái phải đều được, hoạt động máy đây, chốt chặn đảo chiều đầy đủ nha. Mã 33 hoạt động tốt, hàng Đài Loan xuất Nhật, em bán với giá là 220k cho con máy này nha, 220k. Đây, đến từ hãng GOP nha mấy anh, GOP 34 ạ. À, 34 thì em có một con máy này đây, hợp kim nguyên khối luôn, đến từ hãng Daiwa cho mình ạ. À, Custom Air Nova nha. Xây thực là tầm khoảng 5.000 ạ. À, vô cước số 3 là được 310, số 507, số 603 nha. Đấy, mô bên sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà còn nha, còn gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được, hai loại điện nhật nha mấy anh. Đấy, chốt chặn đảo chiều đầy đủ luôn nha. Mã số 34 mà em bán với giá là 289k cho con máy này ạ, à, 289k nha. Mã 35 thì em có một con máy gôn 7.000 nha. Đấy, con này xây thực 7.000 luôn, ratio 5.2 ạ. À, vô cước 0.35 là được 300m ạ. À, 0.4 là 240 và 0.45 là 190 nha. Cõi là hợp kim, thân là carbon, máy chạy bạc đạn luôn. Đây, nó để bạc đạn chứ không để bao nhiêu nên em không biết nhé. Mô bin sóng là tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. À, cần gạt con lăn, đổi tay quay trái phải đều được ạ. À, ngâm lăn xê đánh lục săn hàng đều được nha, gọn nhẹ cho mình luôn, máy hoạt động êm mờ cả, chốt chặn đảo chiều đầy đủ. Con máy mã số 35 mà em bán với giá là 290k cho con máy này nha, 290k. Giờ rồi con máy kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. À, cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghi trên màn hình nha, hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. À, chào các anh.